Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã không ngừng đấu tranh vì hòa bình, thống nhất tổ quốc, tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2017, kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc năm 1947, năm 2017, thực hiện chỉ thị số 05 Trung ương của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của sửa đổi lối làm việc và cuốn sách Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ. Nội dung của cuốn sách Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của sửa đổi lối làm việc được biên soạn từ sự tổng hợp, chọn lọc, những tư liệu lịch sử quý giá và những nghiên cứu công phu, sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học về tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10 năm 1947 tại ATK Định Hóa Thái Nguyên với bút danh XYZ. Trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến, giữa lúc quân và dân ta đang tập trung dồn lực quyết tâm giành chiến thắng trong chiến dịch Thu Đông, thông qua tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết càng phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian khổ vì lợi ích của tổ quốc, cuộc sống của nhân dân. Phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu, xa rời quần chúng và chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Với ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn và tính thời sự cấp thiết của sửa đổi lối làm việc được toát lên trong cuốn sách, trong lời giới thiệu sách, Tiến sĩ Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao sự phối hợp kịp thời giữa Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khẳng định đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc. Cuốn sách Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ giới thiệu 168 tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban tuyên giáo tỉnh, thành phố lựa chọn và gửi về Ban tuyên giáo Trung ương nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 Trung ương và 1 năm sơ kết việc thực hiện chỉ thị 05 Trung ương. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, mỗi cá nhân, tập thể khác nhau đều có những cách học tập, cách làm theo gương Bác khác nhau, nhưng tự chung đều hướng đến chân thiện mỹ. Đó là tinh thần tự lực cánh sinh, không đầu hàng số phận, là sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là luôn sống với tâm niệm yêu thương người như bản thân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, là âm thầm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ tương lai, là tin vào Đảng, dựa vào dân, nguyện cống hiến đức tài vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cuốn sách được Ban tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, xuất bản nhân dịp sơ kết một năm triển khai chỉ thị 05 Trung ương của Bộ Chính trị. Chắc chắn những tấm gương người tốt việc tốt sẽ ngày càng nở rộ và lan tỏa mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, như tâm nguyện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông,
tầng 6, tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sách của nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có phát hành tại các nhà sách trên toàn quốc và qua các website nxbthongtintruyenthong.vn, book365.vn.